Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày chủ nhật tại Hoa Kỳ bây giờ là khoảng 1 giờ rưỡi chiều giờ Cali ở Việt Nam. Cây đã bước qua tuần mới là ngày thứ hai rồi. Thì uh, cuối tuần này đây là một cái cuối tuần mà chúng ta không có nhiều tin tức các bạn nhưng mà tôi cũng có một số những thông tin đặc bật Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Và nếu như mà không có nhiều tin tức đó, thì Thuận có nhiều thời gian hơn để mà phân tích hay là tâm sự với các bạn và đó cũng là điều mà tôi muốn chia sẻ trong video này tâm sự một chút với các bạn về những gì xảy ra và suy nghĩ của Thuận Chúng ta có thể nhìn thấy được thị trường chứng khoán bây giờ thì đương nhiên chưa mở cửa các bạn pre market thì khoảng chừng một tiếng rưỡi nó mới mở cửa nhưng mà chúng ta nhìn thấy một thị trường không bao giờ ngừng nghỉ đó chính là thị trường BTC và crypto chúng ta nhìn thấy được giá của BTC đó cuối tuần này thì rất là im lặng ở mức là khoảng 30.500 đô và đây là cái mức chúng ta đã thấy trong vòng hai ngày qua rồi và thật ra đây không có phải là xấu đâu các bạn nhiều bạn đó thì nói là sau BTC không tiếp tục hâm nữa cái mà chúng ta muốn đó là BTC có một cái sự console có nghĩa là có một cái sự tích lũy ở một mức nào đó sau khi tăng và nếu như mà các bạn đang lưu trữ nhiều altcoin đó thì nếu như các bạn thực sự là muốn altcoin của mình có sự tăng trưởng đuổi theo BTC thì chúng ta cần phải thấy BTC giữ được một mức nào đó sau khi tăng. Có thể là điều chỉnh một chút nhưng mà phải giữ được cái mức cao sau khi đã có cái sự tăng trưởng trong vòng là hơn một tuần qua. Chứ nếu như mà BTC mà đâm từ đây đó thì chúng ta sẽ thấy được là tiền cũng sẽ không có chạy qua altcoin đâu. Đó là cái chu kỳ BTC và altcoin chúng ta đã thấy rất là nhiều lần rồi. Chỉ khi nào BTC ổn định mọi người bắt đầu cảm thấy là hơi nhàm chán một chút BTC không có tăng trưởng nhanh nữa thì người ta sẽ tìm kiếm xem coi bây giờ thị trường crypto đây thì vẫn sôi động thì nếu như mà BTC không tiếp tục tăng nữa thì đồng nào có khả năng là sẽ tăng trưởng để đuổi kịp theo BTC có thể đó là TVM, có thể đó là BNB những đồng lớn rồi sau đó tiền mới đẩy vào những đồng nhỏ khi mà người ta nghĩ đến bây giờ những nền tảng lớn cũng đã có sự tăng trưởng rồi thì những dự án nào nằm trên những nền tảng này có tiềm năng thì bắt đầu các bạn thấy là tiền mới từ từ đi vào coin chúng ta muốn thấy BTC tiếp tục có một sự tích lũy ở cái mức này và nhìn chung thị trường đó thì các bạn thấy trong vòng 24 giờ qua thì có cái sự tăng trưởng Hầu hết cho tất cả các cái đồng các bạn thấy chúng ta có AV tăng 21%, Uniswap tăng 13%, Cake tăng 14%. Nói chung cũng là một cái cuối tuần tốt cho thị trường crypto. Và chúng ta có một cái video ngắn thôi muốn chia sẻ với các bạn Video có 25 giây mà thôi Thì trong video này đó chúng ta sẽ thấy một trong người rất nổi tiếng đó chính là Larry Fink thì Larry Phiên lại các bạn, Lê Phiên chính là CEO hiện bây giờ của công ty BlackRock. Cái điều mà khiến cho mọi người lạc quan bây giờ đó chính là BlackRock đã đệ đơn để có được một cái Bitcoin Spot ETF và dẫn đến hàng loạt những công ty forward cũng đệ đơn để có Bitcoin Spot ETF. Thậm chí có một số những công ty cũng đã lên tiếng nói là sẽ ủng hộ thị trường này bằng cách là cung cấp dịch vụ trong thị trường crypto. Các bạn thấy được uh, BlackRock đó đương nhiên là một công ty chúng ta không thể xem nhẹ rồi, đây là công ty tài chính lớn nhất thế giới. Thì khi mà họ muốn có một Bitcoin Spot ETF thì uh, mọi người đều rất quan tâm và bây giờ đây đương nhiên có người nói là sẽ thông qua, có người nói là sẽ không có thông qua, tùy theo quan điểm của mọi người mà thôi. Chúng ta cũng biết là đối với lại cái số lượng đơn mà BlackRock đã từng nạp cho SEC để có ETF đó. thì trong 576 đơn 575 đơn đã được thông qua rồi thì có phải là đây là dấu hiệu cho thấy cái khả năng Bitcoin Spot ETF của BlackRock sẽ được thông qua 100% hay không thì đương nhiên không phải rồi các bạn, không có gì là tuyệt đối 100% hết, nhưng mà chúng ta cũng thấy là trong tất cả những công ty mà đã từng đệ đơn để có một cái Bitcoin Spot ETF thì BlackRock là công ty có cơ hội lớn nhất hiện bây giờ. Ngược lại chúng ta cũng thấy được là SEC đã từ chối liên tục 33 đơn uh, liên quan tới Bitcoin Spot ETF trong vòng mấy năm qua rồi, thì uh, chúng ta thấy được là cả hai bên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu như mà Bitcoin Spot ETF được thông qua, đương nhiên đó là điều rất tốt và rất là bullish cho thị trường, nhất là trong thời gian ngắn hạn tới đây. Nhưng mà nếu như mà không được thông qua thì sao các bạn? Thì đương nhiên sẽ làm cho rất nhiều người cảm thấy thất vọng. Nhưng mà đối với thuận uh, thì hành động BlackRock để đơn để có một cái Bitcoin Spot ETF đã là một cái dấu hiệu cho thấy được là phố Wall muốn có. Cái ETF spot cho BTC tại vì nhu cầu đang có hiện tại và có rất nhiều nhu cầu cho nên chúng ta mới thấy là hàng loạt những công ty đại đơn để có Bitcoin spot ETF. Chúng ta cũng đã thấy được cái nhu cầu đã đến từ 4WAR và đây là một cái tiếng nói rất là lớn các bạn và nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy những cái ngân hàng đó, những người mà có tiền đó thì họ quyên góp rất là nhiều cho những người làm chính trị. Nếu như mà BlackRock đã lên tiếng, những công ty Powell cũng lên tiếng là muốn có cái quỹ Bitcoin spot ETF, SEC cho dù là không có thông qua đây nữa đó cũng đưa ra một thông điệp rất rõ ràng là phố Wall nghiêng về BTC hiện tại thì những nhà lập pháp đó cũng sẽ nghiêng về BTC đó là điều mà các bạn nên hiểu lâu dài ở đây cho nên cái sức ảnh hưởng liên quan tới BlackRock đó không phải chỉ riêng ở chỗ là chúng ta sẽ thấy ETF được thông qua hay là không thông qua chứ dù không thông qua đây nữa đó cái thông điệp vẫn là như vậy và đương nhiên À, mỗi người tham gia vào BTC có mọi lý do khác nhau các bạn Điều mà chúng ta nên hiểu đây đó là lợi ích Là thứ mà mọi người đeo đuổi các bạn Bản thân các bạn tại sao mà đầu tư vào BTC Có thể các bạn đầu tư vào BTC Tại vì thật sự các bạn tin tưởng vào sự phi tập trung Các bạn tin tưởng như một thế giới Mà chúng ta có thể sử dụng một loại tiền tệ Mà hoàn toàn không được quản lý bởi đơn vị thứ ba nào Có thể các bạn đầu tư vào BTC Tại vì các bạn tin tưởng BTC là một loại vàng điện tử Có thể thay thế được một phần của vàng vật chất hiện tại Là một phần giữ trữ của nhiều người trong tương lai Có thể các bạn lưu trữ vào BTC thì các bạn nghĩ đây là một bảng đầu tư mà có tiềm năng có thể mang đến lợi nhuận à, Các bạn có thể lưu trữ vào BTC thì các bạn nghĩ là BTC là một cái gì đó có thể giúp đa dạng hóa những đầu tư của nhiều người Giống như là các bạn thấy là những người mà người ta đầu tư đó thì người ta sẽ phân bổ ra đầu tư nhục phần vào bất động sản Chứng khoán, trái phiếu, vàng và đương nhiên BTC sẽ trở thành một phần đó Đó là cái công dụng của BTC Mỗi người sẽ có mỗi một cái quan điểm khác nhau Nhưng mà các bạn thấy là những công ty War, thì họ vào thị trường này đương nhiên là vì lợi nhuận rồi và nếu như mà họ đang nghiêng về một cái gì đó đương nhiên nhu cầu và lợi nhuận là có các bạn cho nên chúng ta mới thấy được là không có kẻ thù vĩnh viễn không có bạn bè bệnh viện chỉ có lợi bệnh viện mà thôi đây là điều mà thu nên nhắc lại với bạn rất nhiều lần tại vì nó rất là đúng trong thị trường tài chính chúng ta nhiều khi đó quá bị thu hút bởi một mảng đầu tư nào đó hay là chúng ta quá bị thu hút bởi một cái tư tưởng gì đó khiến cho nhiều người đó giống như là cái lộn lẫn nhau trên mạng vân vân nhưng mà thật ra cái mà chúng ta nên phải quan tâm đến đó chính là lợi ích các bạn nếu như mà mọi người cho dù là đầu tư vào crypto vì một lý do nào đó nhưng mà chỉ cần là có lợi chung thì mọi người sẽ cùng nhau thúc đẩy thị trường này tiến tới các bạn. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đầu video. Rồi để thuận chia sẻ clip ngắn này. Trong cái clip này đó thì Lê, Fan CEO của BlackRock thì trong video ngắn này đó Ông đã chia sẻ là ở trên trang web của BlackRock Cái số lượng tìm kiếm liên quan dịch bệnh thì khoảng chừng là 3.000 bây giờ mà thôi Tôi nghĩ là dịch bệnh không còn là một cái đề tài nóng bỏng mà nhiều người đi tìm kiếm nữa Nếu như mà nói tới đi tìm kiếm đề tài liên quan tới hệ thống tiền tệ Thì cũng khoảng chừng là 3.000 lượt tìm kiếm mà thôi Nhưng mà nếu nói về tìm kiếm liên quan tới BTC Thì tới 600.000 lượt tìm kiếm các bạn Wow, có nhu cầu tìm kiếm nó thực sự là không có nhỏ đâu và đây cũng là lý do tại sao mà các bạn thấy BlackRock đã chuyển qua và muốn có một Bitcoin Spot ETF trong khi hai năm trước đó, thì Lê Vinh đã nói là Bitcoin chỉ là một cái gì đó đó dùng trong những việc phạm pháp mà thôi và không có bất cứ nhu cầu nào đến uh, từ những người đầu tư hết. Bây giờ thì hoàn toàn trái ngược rồi. để thần play cái clip này um, The hits on BlackRock uh, on our website was 3,000 on COVID, 3,000 Hits on a monetary policy and six hundred thousand hits on Bitcoin. So what that tells you is Bitcoin has is has caught the attention and the imagination of many people. Many people are fascinated about it. Many people are excited about it. Bạn đang nghe là CEO BlackRock đã nói là Bitcoin đã trở thành một cái hiện tượng gì đó thu hút rất nhiều cái sự quan tâm và rất nhiều cái sự tò mò đến từ những nhà đầu tư. Nếu như mà chúng ta trả trở về cách đây khoảng chừng là 6 7 tháng là nghĩa là cuối năm 2022. Lúc đó thị trường rất là ảm đạm các bạn mà chúng ta nói chung thị trường tài chính luôn. Các bạn đã thấy là năm ngoái là năm mà chứng khoán Hoa Kỳ đã giảm rất là nhiều, nhất là những chỉ số như Nasdaq các bạn, những cái công ty công nghệ như Netflix thì rất tơi tả luôn. Facebook cũng như vậy. À, và chúng ta được là đương nhiên crypto năm ngoái là một năm rất là tệ thì trong thời điểm đó đó lúc mà giá của btc chỉ có khoảng chừng là 15 000 16 ngàn, 17 ngàn Thì khi đó đó thường chia sẻ với các bạn là dựa theo lịch sử đó năm 2023 Nếu như mà giống như năm 2019 chín thì chu kỳ mà 4 năm, năm nay là một năm Mà chúng ta sẽ có một cái sự hồi phục Thì một câu hỏi rất phổ biến đó là tiền từ đâu để đến thị trường này Trong khi mà mọi thứ đều ảm đạm các bạn thấy là chứng khoán không như vậy Bất động sản cũng đã suy giảm năm ngoái Thị trường đó thì bị siết chặt bởi lãi suất Chúng ta thấy được là kinh tế vĩ mô thì không có ổn Suy thoái tài chính thì khắp nơi Thì làm sao mà có tiền đi một mảng đầu tư mà có nhiều rủi ro như là BTC crypto như vậy chúng ta đã thấy được là tới bây giờ thì sao trong vòng 6-7 tháng qua đó giá cả đã tăng trưởng chúng ta thấy được BTC đã tăng trưởng hơn 80% từ đầu năm tới bây giờ các bạn chứng khoán Hoa Kỳ cũng đã hồi phục lại trong khi chúng ta nhìn thấy được là những chỉ số như là Nasdaq, chỉ số là S&P 500 đã đã đạt cái đỉnh mới trong năm nay, những cổ phiếu công nghệ hồi phục lại đó một cái phần trăm không hề nhỏ. Thì khi mà chúng ta ở cái thời điểm mà ảm đạm đó thì nhiều người sẽ không thể nghĩ đến được là chúng ta sẽ có một ngày có sự hồi phục và nó đến nhanh như vậy và điều này rất thường xảy ra các bạn à, chúng ta cũng đã từng nhìn thấy sự kiện của năm 2000 khi mà dịch bệnh bắt đầu tháng 3 của năm đó đó khi mà bắt đầu tất cả các quốc gia đều đóng cửa hay là bắt đầu là có những cái biện pháp để mà chống dịch lúc đó thì à, tất cả đều rất là ảm đạm và mọi người nghĩ là nền kinh tế sẽ xuống rất là sâu những à, cổ phiếu những cái tài sản cũng sẽ xuống giá tại vì nhu cầu ở đâu nữa trong khi chúng ta đang đối đầu với dịch bệnh cuối cùng thì sao các bạn cuối cùng đó thì trong thời gian đó tất cả những tài sản đều tăng một cách chóng mặt luôn. Chúng ta cũng nhìn lại năm 2008 đi thì lúc đó tôi nhớ đó là rất là nhiều người à, đã đưa ra cái ước tính sau khi mà có khủng hoảng tài chính năm 2008 đó là phải tốn 20 năm, khoảng 20 năm thì chứng Hoa Kỳ mới hồi phục lại, khoảng 20 năm thì à, chúng ta mới thấy được giá của bất động sản Hoa Kỳ mới hồi phục lại trong vòng 5 năm thôi các bạn đã thấy được là chiến Hoa Kỳ đã gần muốn trở lại cái mức cũ rồi và trong vòng 5 năm tới 7 năm thôi thì không những là bất động sản của Hoa Kỳ trở lại mức cũ mà bây giờ còn cao hơn rất là nhiều nữa. Cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là rất là khó để chúng ta có thể đoán được tương lai nhất là tương lai ngắn hạn. Thị trường nó lúc nào cũng sẽ cho các bạn những cái sự bất ngờ mà các bạn không thể ngờ trước được. Có thể các bạn nghĩ là thị trường nó bị làm giá đương nhiên một phần là gì rồi nhưng mà thật ra đó chúng ta nên hiểu là thị trường này là một cái thị trường của vô số người chứ không phải là riêng một cái nhóm người nào hết cho bạn thế giới này có 8 tỷ người 8 tỷ người khác nhau có nhu cầu khác nhau thì khi mà vào thì đầu tư đó thì đương nhiên không phải 8 tỷ người vào thì đầu tư nhưng mà cái số lượng người vào thì đầu tư họ cũng là những người hoàn toàn khác nhau có nhu cầu khác nhau lý do họ đầu tư cũng khác nhau luôn cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy được là những cái ước tính đến từ những người mà phân tích thị trường đó thì thường sẽ không có độ chính xác cao lý do tại sao các bạn là tại vì đó người ta thường hay dùng logic và nghĩ là mọi người đều sử dụng logic khi mà họ đưa ra bất cứ quy định nào giống như là tình hình không được ổn giả sử như nền kinh tế đang chậm lại nhiều người thất nghiệp thì người ta sẽ nghĩ là sẽ không có ai đầu tư đâu điều đó đã không phải là sự thật khi mà chúng ta nhìn vào dịch bệnh các bạn tại vì không phải là lúc ảm đạm ai cũng sẽ không đầu tư và ngược lại thị trường luôn tồn tại bất hợp lý hơn là bạn còn vốn ngay cả nhà phát minh vĩ đại Isaac Newton cũng đã phải nói tôi có thể dự đoán được sự chuyển động của các ngôi sao nhưng không thể tính toán sự điên rồ của nhân loại. Sau khi mà tham gia vào mua cổ phiếu South Sea Company rồi lỗ khoảng chừng 20.000 bản anh lúc năm 1720 các bạn như là tương đương với khoảng chừng là hơn 3 triệu bản anh giá trị năm 2023. Đây là biểu đồ giá của cổ phiếu South Sea các bạn các bạn đã thấy được là Isaac Newton đã mua vào rồi lỗ rất là nhiều ngay cả một thiên tài như vậy đó có thể tính toán được nhưng mà cũng không có thể tính toán được cái sự điên rồ của con người khi mà họ tham gia vào đầu tư cho nên mới có một câu nói đó là nếu như mà các bạn tin tưởng vào một mảng đầu tư đó và các bạn tin tưởng là đó là mảng đầu tư mà có tương lai thì nhiều người đó sẽ đầu tư rồi chờ đợi thời cơ hơn là chờ đợi thời cơ rồi mới đầu tư đó là câu nói rất nổi tiếng ở trong bất động sản các bạn câu nói nổi tiếng đó như bạn nhìn trên màn hình câu nói này có nghĩa là đừng chờ đợi để mua bất động sản mua bất động sản rồi ngồi chờ đợi tại vì chúng ta sẽ không biết được là thị trường sẽ thay đổi như thế nào chúng ta chỉ có thể dựa vào những tài liệu quá khứ chúng ta có thể dựa vào những chu kỳ dựa vào tâm lý thị trường chứ chúng ta không thể nào biết chắc chắn được tương lai sẽ ra sao giống như là các bạn hỏi thuận đó thì btc giá sau này sẽ ra sao 5 năm 10 năm thì tất cả những gì mà thuận chia sẻ với các bạn đó đều là suy đoán thôi các bạn làm sao mình thuận biết chắc chắn được nhưng mà thuận thì có lòng tin là giá sau này sẽ cao hơn bây giờ chỉ dựa vào lịch sử dựa vào những gì mà thuận hiểu về nhu cầu của btc dựa vào lòng tin của thuận mà thôi đó là điều mình muốn truyền đạt ở trong cái video này với các bạn chúng ta đầu tư dài hạn đó nhất là như mà nào mà đầu tư cái thời gian là 5 năm hay là hơn con số đó thì nếu như mà các bạn tin tưởng sau này giá sẽ cao hơn bây giờ rất là nhiều giống như là câu nói này các bạn thấy được là nhiều người cho là nếu như các bạn tin tưởng là bất động sản sẽ có sự tăng giá 5 năm 10 năm sau thì các bạn mua bây giờ lỡ như các bạn mua xong rồi giá đi xuống thì các bạn có bị thất thoát gì hay là các bạn mua xong rồi giá tăng từ đây thì các bạn có được lợi nhuận gì nếu như các bạn không có ý định bán bây giờ các bạn mua lưu trữ dài hạn thì câu hỏi mà các bạn cần phải tự hỏi bản thân mình là mua bây giờ lỡ như mà mua xong thì giá xuống các bạn sẽ hối hận hơn hay là các bạn không có sự chuẩn bị không tích tỉ bây giờ giá lên sau này các bạn hối hận hơn đó là câu hỏi mà chỉ có bản thân các bạn mới có thể trả lời được mà thôi tuy nhiên tôi không nói các bạn là mua bây giờ hay là không mua bây giờ bản thân thường thì bạn đã biết là là tích lũy dài hạn trung bình giá tại vì đối với thuần đó thì một trong à, những cái lợi thế mà thường đã từng chia sẻ với các bạn đó chính là lợi thế thời gian trung bình giá là một cái chiến lược mà thường đã áp dụng từ rất rất lâu rồi không phải chỉ riêng trong thị trường crypto mà trong thị trường chứng khoán nữa mỗi người có mỗi vị thế cách đầu tư và lý do đầu tư khác nhau thường chỉ có thể chia sẻ về quan điểm cá nhân của mình mà thôi để các bạn à, nắm bắt thêm một cách nhìn Chúng ta cũng thấy được có một cái update các bạn Update này là đến từ Classno Thì chúng ta đã thấy đây là cái bản đồ liên quan đến hit map của những cái loại ví khác nhau Thì chúng ta đã thấy được là chúng ta có những cái nhóm địa chỉ ví được lập lại Để như mà nào mà mới tham gia thì có thể nắm bắt được thông tin này có nghĩa gì Chúng ta thấy được là bên dưới này đó là dưới một BTC Có nghĩa là đây là cái nhóm ví mà có dưới một BTC Chúng ta bắt đầu là tới nhóm ví thứ nhì là từ 1 tới 10 Rồi tới 10 tới 100 vân vân Lên tới con số lớn nhất là hơn 10.000 BTC có nghĩa là những cái vôi cực lớn luôn các bạn và cái màu của các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, thì hiểu đơn giản là chúng ta nhìn thấy từ dưới lên trên từ màu đỏ lên tới màu xanh màu đỏ có nghĩa là BTC rời khỏi ví màu xanh có nghĩa là BTC nạp vào ví màu vàng có nghĩa là không rời khỏi cũng không nạp vào có nghĩa là tình hình rất là yên tĩnh trong những cái ví này thì chúng ta cũng đã biết đó là chúng ta đã theo dõi cái số lượng địa chỉ ví hơn 10.000 BTC một thời gian rồi trong thời gian khoảng chừng là cuối tháng tư cho đến khoảng chừng cách đây hai tuần đó thì chúng ta thấy được là cái nhóm cá vội cực lớn có hơn 10 BTC thì liên tục có thêm BTC nạp vào những cái địa chỉ ví này cho đến khi nào các bạn, cho đến khi chúng ta nhìn thấy được là update mới như của Classno đó, chính là update của ngày hôm nay, ngày 25 tháng 6 thì chúng ta nhìn thấy là cây nhóm cá voi mà có nhiều BTC nhất đó, hơn 10.000 BTC đã chuyển từ màu xanh thành màu gì các bạn? Thành màu cam. có nghĩa là nó nằm ngay cái vùng này các bạn, nghĩa là chúng ta bắt đầu thấy BTC rời khỏi ví của những cá voi. Ngược lại đó chúng ta lại thấy được là có một nhóm cá voi khác các bạn, cá voi này nhỏ hơn từ 1.000 tới 10.000 BTC thì lại có dấu hiệu gì các bạn từ màu đỏ chuyển thành màu xanh nhạt như là nằm ngay khúc này các bạn nghĩa là bắt đầu có dấu hiệu tích lũy còn lại những nhóm khác đó thì chúng ta thấy được là cái nhóm cá voi từ 100 cho đến 1.000 BTC thì là màu đỏ vẫn thấy được BTC rời khỏi cái nhóm đó còn lại những nhóm mà ít hơn đó giống như chúng ta thấy được là từ 100 BTC đổ xuống thì hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy là màu vàng hiện tại có nghĩa là không có nhiều động tĩnh nói rõ ràng hơn đó thì cái nhóm cá voi lớn nhất à, có thể là nhiều bạn hay cười khi tôi nói là Humpback whale có nghĩa là cá voi lưng gù nhưng mà thật ra khi thông dùng google dịch tới các bạn thì họ dịch là Humpback whale là cá voi lưng gù là những cái địa chỉ ví mà có nhiều btc nhất à, có dấu hiệu là btc rời khỏi những địa chỉ ví đó ngược lại chúng ta nhìn vào địa chỉ ví à, của những cá voi từ 1.000 tới 10.000 thì dựa theo cái bảng phân phối của classno thì có thể là những cá voi nhỏ hơn thì à, lại có cái dấu hiệu tích lũy còn chúng ta thấy được là nhỏ hơn là từ 100 cho đến 1.000 BTC thì vẫn có dấu hiệu là rời khỏi. Có nghĩa là chúng ta thấy được là những con cá heo và cá mập đó thì lại thấy BTC tiếp tục rời khỏi những địa chỉ ví này. Thì tại sao? Đương nhiên không thể nào biết được 100% các bạn. Nhưng mà có khả năng là những cái đơn vị mà lưu trữ hơn 10.000 BTC này đó đã bán cái số lượng BTC và số lượng đó được thu mua bởi những con cá voi có từ 1.000 cho đến 10.000 BTC có thể đây là những cái quỹ đầu tư mà họ muốn có quỹ Bitcoin Spot ETF Bây giờ đó họ thấy BlackRock đã đệ đơn Bây giờ họ phải được theo BlackRock mà họ không có sẵn BTC Thì họ cần phải tích lũy Cho nên đây cũng có thể dấu hiệu đó xảy ra Nhưng mà điều quan trọng hơn thường nghĩ là nhiều bạn muốn biết đó là Những đợt trước khi mà chúng ta thấy cái nhóm cá vôi lớn nhất hơn 10.000 BTC Có dấu hiệu là phân phối BTC cho những cái địa chỉ biết khác Nghĩa là có dấu hiệu bán đó Thì giá cả ra sao Thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái tài liệu mà thường đã từng chia sẻ nó rất là mới các bạn nó chỉ bắt đầu có từ năm 2022 tới bây giờ mà thôi cho nên chúng ta không có nhiều lịch sử nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy cái thời điểm trước đó đó giống như là từ giữa tháng 11 cho đến uh, thời gian là khoảng chừng là tháng 2 đó thì uh, lúc đó là cái lúc mà chúng ta thấy bắt đầu từ tích lũy chuyển qua thành màu vàng có nghĩa là không tích lũy nữa rồi sau đó bắt đầu từ tháng 2 của năm nay mãi cho đến khoảng chừng là gần cuối tháng 4 đó thì các bạn thấy cái nhóm ca vôi lớn nhất thì là thấy dấu hiệu là BTC liên tục được phân phối trên cái ví còn lại có nghĩa là dấu hiệu bán thì những cao voi lớn nhất thì khác với lại suy nghĩ của nhiều bạn, trong lúc mà những cao voi lớn như vậy đó khi mà họ à, bắt đầu là phân phối BTC thì phải giá đi xuống hay không thì không phải đâu các bạn. Chúng ta được là giá từ tháng 2 cho đến à, giữa tháng 3 đó thì giá BTC cũng giống như là đi ngang các bạn, không có sự thay đổi nhiều. Rồi sau đó chúng ta thấy là từ giữa tháng 3 cho đến cái thời điểm à, là gần cuối tháng 4 đó thì giá đã tiếp tục tăng nữa, gần như là họ trung bình giá bán ra hay sao đó các bạn. Rồi sau đó các bạn thấy là họ đã chuyển qua tích lũy bắt đầu là từ gần cuối tháng 4 cho đến cái thời điểm gần đây cách đây khoảng chừng là hai ba tuần thì họ mới đầu ngưng tích lũy và trước đây nữa chúng ta cũng có một cái thời điểm phân phối của những cái địa chỉ vi lớn này và trong thời điểm đó chúng ta cũng thấy được là trong lúc phân phối đó thì giá của BTC phân lớn đi hàng ngang mãi cho đến khúc cuối các bạn là chúng ta thấy là giá có sự đi xuống nhưng mà đây là cái lúc mà chúng ta sự kiện của FTX bị sụp đổ dẫn đến giá từ cái mức là khoảng chừng 20.000 đô xuống như còn có khoảng chừng 15.000 đô mà thôi các bạn có nên nhớ chúng ta vừa trải qua cái sự kiện đó nói chung đó thì và biểu vừa hit map này cũng khá là thú vị các bạn nhưng mà chúng ta không có đủ tài liệu dẫn chứng để chúng ta có thể chỉ dựa vào thông tin này mà ra quyết định được. Chúng ta chỉ biết bây giờ đó là có một sự phân phối liên quan tới BTC của những cá voi cực lớn cho những cá voi nhỏ hơn. Đó là điều chúng ta đang thấy hiện bây giờ Còn những cái địa chỉ ví nhỏ đó thì dấu hiệu tích lũy cũng hầu như không thấy nhiều các bạn. Có một số bạn cũng hỏi thuận là cái cách tính là như thế nào? Tại vì nếu như mà chúng ta nhìn vào cái thời điểm à, sụp đổ của tháng 11 FTX đó, thì hầu như là nhóm địa chỉ ví nào cũng thu mua hết. Thì dựa theo cái cách tính của Glassnode trước đây đó, họ không có nói rõ là họ tính cái hit map này như thế nào, nhưng mà dựa theo những cách mà họ tính trước đây đó thì thường những địa chỉ ví của những cái thợ đào hay là những địa chỉ ví của những sàn giao dịch thì sẽ exclude nghĩa là họ sẽ không tính vào trong bất cứ một tài liệu nào thì nếu như chúng ta thấy được là tất cả đều thu mua thì ai bán thì có thể là họ thu mua trên sàn các bạn rồi sau đó chuyển vào ví cái này đó không phải là dấu hiệu là khi nào mua hay là bán mà chúng ta nhìn thấy được là đây là cái dấu hiệu khi nào mà có BDC nạp vào hay là rời khỏi thì khả năng là họ mua trên sàn những cái địa chỉ ví của sàn đó thì không có trong cái bản tính này và cũng có một tài liệu khác đó được chia sẻ bởi CryptoCon các bạn Thì tài liệu này nó cũng tương tự như vậy Và thú vị hơn đó là tài liệu này cho thấy được là không phải lúc nào Những địa chỉ ví của ca voi đó cũng đi trước mọi người Chúng ta đã thấy được là có rất là nhiều đợt trước đó như là cái thời điểm tăng trưởng năm 2020 tới năm 2021 Những cái ô dương màu đỏ các bạn nhìn thấy Đó chính là cái thời điểm mà chúng ta thấy có sự tích lũy đến từ những ca voi Thì đúng là họ cũng đã có một số đợt tích lũy trước khi mà giá có sự tăng trưởng mạnh của cái đợt tăng trưởng của năm 2021. Nhưng mà gần đây đó thì chúng ta lại thấy cái hiện tượng tích lũy từ những địa chỉ ví cá voi này nhưng mà bây giờ các bạn đã thấy được giá đã cao hơn nhiều so với lại cách đây khoảng chừng là 7 tháng khi mà giá ở mức là dưới 20.000 đô. Thì ý của cái video này nói đó là chúng ta nhìn thấy là có một nhóm cá voi nào đó đang tích cực tích lũy BTC hiện tại mặc dù là không phải là giá thấp nữa và thậm chí những cái địa chỉ ví đó đó lúc mà giá thấp thì lại không thấy tích lũy BTC đáng tiếc là trong cái tài liệu này nó họ không nói rõ là họ đưa ra cái định nghĩa là một ví cá voi là có bao nhiêu tiền nhưng mà cũng có khả năng dựa theo tài liệu hit map này đó thì cái nhóm đang tích lũy bây giờ là từ 1.000 tới 10.000 và có khả năng là từ nhiều công ty đến từ forward các bạn các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới